Các bạn thân mến, chị quay trở lại cùng với các em ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn đã đang lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Được không nào? Ngày hôm qua thì fanpage Học văn chị Hiên đã chính thức đạt mốc 100.000 lượt thích đến từ các bạn. Thế nên ngày hôm nay chị có phát một cái phần phát trực tiếp nho nhỏ như thế này để có thể review lại những sản phẩm sách dành cho các bạn bởi vì trong 4 ngày tới thì chúng mình sẽ được free ship sách. Toàn bộ các sản phẩm các em mua sách nào cũng được free ship hết. Đó, ok xin chào các em. Hello, xin chào đã có 150 bạn đang xem phần livestream của chị rồi. Ok xin chào Phạm Hoàng, xin chào Kiều Anh. Xin chào Loan. Ừ, xin chào Huyền Nhung, chị chào em nhá. Xin chào Thùy Trang. Xin chào Quỳnh, xin chào em. Xin chào Bá Hùng, có rất là nhiều bạn đã lên xem phần livestream trong buổi ngày hôm nay của chị rồi. Tại sao chị lại không xoay ngang ra nhở? Chị cũng không hiểu nữa. <laughs> xin chào các bạn. Ok, xin chào các em. Ngày hôm nay nếu như bạn nào muốn mua sách của chị Hiên về để ôn thi thì chắc chắn đây sẽ là một cái cơ hội có 102 mà chắc chắn chúng mình sẽ không thể bỏ lỡ được được không nào à xin chào các bạn em ơi lên chưa ạ à? các bạn bè của mình giúp chị nhá có thể rủ nhau cùng mua sách để mình gọi là à, tất cả đều được free ship luôn và không mất bất cứ một cái khoản ship nào cả được không ạ nếu như mà ba bạn mà cùng với nhau mua sách thì chị sẽ lại có một cái phần quà nho nhỏ dành cho cả ba bạn và phần quà đó là như thế nào thì các em cứ gom được một nhóm ba người đi sau đó nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên chúng ta lại tiếp tục nhận một cái ưu đãi nữa nếu như chúng ta đăng ký theo nhóm ba người cùng mua sách nhé à khánh linh Phan ơi Khánh Linh ơi, nếu như mà em muốn tìm hiểu về sách lớp 9 thì em sẽ nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở nha. Các bạn ơi, kem lên chưa? để với nhau Trời ơi, rất là cảm ơn Khánh Huyền Cảm ơn em rất là nhiều Cố gắng học thật tốt nhá Đừng quên là chị có một cái group để hỗ trợ các bạn trong cái quá trình mà các bạn học bằng sách chị Hiên. Đó chính là group học sinh sách văn chị Hiên. Tham gia group đó để chúng ta cùng với nhau giải đáp những cái vấn đề liên quan tới các cái đề bài ở trong sách này hay là những cái vấn đề khác mà chúng ta cần trao đổi nha. Ok không ạ? Rồi, bây giờ thì chị sẽ bắt đầu review luôn cho các bạn. Có thể đây các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là cái cuốn sách gọi là best seller của Học văn trị Hiên trong năm vừa qua. Và năm nay khi được làm mới thì cuốn sách này vẫn tiếp tục sẽ trở thành cái cuốn sách mà rất là nhiều bạn quan tâm. Đó chính là cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Được không ạ? À? Các bạn ơi cuốn này thì siêu to khổng lồ. Được không nào? Nó là khổ A4 ạ, siêu to khổng lồ và cực kỳ là dày. Được không ạ? À? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này À ở trong cái cuốn tuyển tập Bài văn mẫu trọng tâm này ấy Thì chúng mình sẽ có 38 đề Ở trong phần này và tương ứng với đó là 40 bài văn mẫu trọng tâm Và đây ạ, à, đây là các cái đề Được không nào? Đây là các cái đề Các bạn có thể nhìn thấy ở đây Tại vì là, rất là xin lỗi các em bởi vì một tay Chị cầm điện thoại thế là nó hơi bị rung ấy Được không nào? Đó, từ Tây Tiến này Việt Bắc này À Việt Bắc này đất nước này sóng này tất cả những cái cuốn sách này đều có hết nha. Ok không nào? Tất cả cuốn sách này thì đều có hết các đề và các em yên tâm là mỗi cái bài viết trong này đều là những cái bài viết cực kỳ là chất lượng. Được không ạ? Yêu biết mấy những con người đi tới hai cánh tay như hai hai cánh tay như hai cánh bay lên, ngực dám đón những phong ba dữ dội, chân đạp bùn không sợ các loài sen được không ạ? À? Các bạn ơi, đây chị sẽ review cho các bạn xem để các bạn nhìn thấy này. Ở đây là chúng ta có 38 đề luôn. À, tôi thề là tôi vẫn muốn học chị Hiên à. <laughs> Khánh Vi ơi, chị biết chị chị có nhớ là em có nhắn tin cho chị. Và thật là tiếc bởi vì chị em mình ở xa nhau quá nhỉ. Nếu không mà vì xa nhau thì chắc chắn là chị em mình sẽ gặp nhau ở trong lớp ọp rồi đúng không? Ngày hôm qua ấy, khi mà các bạn ấy bắt đầu học buổi học đầu tiên của lớp online học văn chị Hiên thì không hiểu tại sao nhá. Chị không biết là như thế nào nhưng mà chị từ Bắc Ninh chị đi lên Hà Nội, sau đó thì chị bắt đầu trò chuyện với các bạn ấy và bắt đầu cái buổi học đầu tiên thì các bạn ấy cực kỳ là vui và bản thân chị cũng cảm thấy cực kỳ phấn khích với cái buổi học ngày hôm qua. Các em có thể à uh, các em có thể xem một vài cái feedback của các bạn ấy trong cái buổi học đầu tiên online ngày hôm qua cùng với chị Hiên xem như thế nào nhá. À cái cuốn này thì có giá là 139.000 Và hãy nhớ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ được free ship toàn bộ các đầu sách Được không ạ? À? Nhá Chúng mình sẽ được free ship toàn bộ các đầu sách các bạn nhé Và cuốn sách siêu to khổng lồ này có giá là 139.000 thôi ạ Và trong này như chị đã nói là một cái một là cả một cái vũ trụ kiến thức mà học văn chị Hiên muốn gửi tới cho các bạn Chúng ta sẽ học được những cái cách hành văn, cái cách đưa dẫn chứng rất là mới lạ Mà chị nghĩ là sẽ giúp cho các bạn mở mang được nhiều thứ Ok ông nào cuốn này có giá là 139.000 các bạn nhé Và ngày hôm nay chị xin nhắc lại một lần nữa là chúng mình sẽ được free ship nào có bạn nào muốn chị chốt luôn sách ở trên phần phát trực tiếp này không ạ Năm vừa rồi thì các bạn ấy cực kỳ vui là vì không hiểu tại sao chị Hiên chốt điểm cho em Lại kiểu như là em vượt qua kể cả cái phần chốt điểm của chị Hay thậm chí có những bạn nói rằng là chị ơi em cảm ơn chị nhiều nhé Bởi vì chị chốt điểm cho em thế nên là em đã đạt được cái số điểm đó rồi <laughs> Chị biết đó chỉ là một cái câu chuyện vui mà chúng ta nói với nhau thôi Nhưng chị xin nhắc lại một lần nữa một lần nữa đối với các bạn Đó chính là cái cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm này Có giá là 139.000 và trong ngày hôm nay chúng mình sẽ được free ship các bạn nhé được không ạ? Ừ, chắc hẳn rằng là khi mà nhìn thấy cuốn sách này thì các bạn sẽ thấy là à cái phần trọng tâm của chúng ta sẽ là cái phần về nghị luận văn học và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dạng đề khác nhau ở trong đây liên quan tới tất cả những cái tác phẩm ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 và những tác phẩm nào là những cái tác phẩm trọng tâm dành cho 2K3 trong năm nay thì chị đều đã à, làm cái số lượng bài nó nhiều hơn một chút được không ạ? Rồi rất là cảm ơn các em vì đã feedback giúp cho chị. <laughs> À, để em xem lại thông tin học online à, Khánh Vy thương thực sự luôn ấy, thật sự đấy, chị thương em thực sự luôn ấy Vy ạ à. Rồi, các bạn ơi đây là cuốn đầu tiên ạ, à, cuốn sách siêu to khổng lồ 139.000, được không nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuốn sách tiếp theo nhá À, chị có một cái điều chị rất là tâm đắc đó chính là khi mà bắt đầu trò chuyện, bắt đầu câu chuyện cùng với các bạn ấy bao giờ thì chị cũng bắt đầu từ những cái điều giản đơn nhất bởi vì bản thân chị cảm thấy rằng là chính những cái điều giản đơn sẽ là những cái điều làm nên làm nên cái sự to lớn vĩ đại và phi thường mà chúng ta có thì ở đây chị có một cái phần lời dẫn nho nhỏ để chúng ta bắt đầu vào cái cuốn sách này ạ đó là giữ một vườn hoa, tôi không mong tôi không mong mình sẽ là bông hoa đẹp nhất, tôi mong mình là bông hoa tỏa hương thơm nhất, bởi hương thơm sẽ còn vương trên áo em, còn sắc đẹp sẽ phai tàn. Giữa những bài văn, tôi không mong bài văn của mình sẽ là bài văn đẹp nhất, chỉ mong đó sẽ là bài văn ý nghĩa nhất, bởi những xúc cảm và thông điệp từ trang văn ấy sẽ là những dấu ấn của cuộc đời tôi và chị mong rằng là các bạn sẽ viết được những bài văn của riêng mình thật hay. Bởi vì tất cả những việc mà em đang làm, bài văn mà em đang viết chính là một điều gì đó cực kỳ có ý nghĩa và hy vọng rằng là các em sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn tràn ngập cảm hứng trong những cái bài viết tiếp theo của mình. Ok không ạ? Rồi các bạn ơi, đây, tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Chúng ta sẽ cùng với nhau chuyển sang cuốn tiếp theo nhé. Đây cũng là một cuốn mà đã được nâng cấp ở trong năm vừa rồi để phục vụ cho các bạn 2K3 sổ tay chinh phục nghị luận xã hội với một cái lời dẫn ban đầu một cái câu động lực gửi đến các bạn đó chính là hãy hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ ngả lại sau lưng được không ạ nhá Hãy hướng về phía mặt trời Bóng tối sẽ ngả lại sau lưng Hãy tin vào điều này Và bản thân chị thì luôn luôn nghĩ rằng là Đoạn văn nghị luận xã hội Cái sứ mệnh của đoạn văn nghị luận xã hội không gì khác Đó chính là chúng ta phải làm sao Viết được một đoạn văn truyền cảm hứng Cái bài học mà chúng ta cảm nhận được Đang đi phân tích đó Phải là cái bài học trước tiên bản thân chúng ta thực sự hiểu nó Chúng ta sẽ thay đổi nhờ vào nó Và chúng ta giúp cho những người trẻ xung quanh chúng ta Hiểu và thay đổi Với những cái hướng tích cực như vậy Để để số 1 của các anh chị 2K2 là bài về trân trọng cuộc sống. Đề lần thi thứ 2 là ý nghĩa về niềm tin và chị tin rằng đó đều là những cái bài học rất là tốt đẹp mà chúng ta cần phải có trong cuộc đời để có thể uh, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương đúng không nào? Thì đây sẽ là cái cuốn sách mà cung cấp cho các bạn các em ơi, đây ạ, à, cung cấp cho các bạn về những vấn đề sau. Một là về phương pháp làm dạng đề nghị luận xã hội. Ở trong phần phương pháp này đảm bảo cho các bạn về hướng đi đúng, rõ ràng và khoa học bản thân chị nghĩ rằng là không phải chỉ học toán học tiếng anh học các môn khác mới cần phương pháp mới cần công thức mới cần tư duy mà bản thân chị nghĩ rằng là đối với môn văn nếu như mà các bạn có được một cái hướng đi đúng ngay từ ban đầu thì cái việc học của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều thế nên chị nghĩ rằng là cái phần phương pháp này là phần rất quan trọng cái phần thứ hai chúng ta có đó là phần dẫn chứng bởi vì trong văn nghị luận xã hội ấy, thì sẽ có ba cái yếu tố quan trọng nhất theo chị đánh giá nó sẽ bao gồm một là quan điểm hai là dẫn chứng và ba là cái thông điệp mà các em đưa ra khi các bạn cảm nhận về cái uh, về cái câu nói đó về trích dẫn đó hay về vấn đề đó thì cái phần dẫn chứng này là một trong những cái phần rất quan trọng Tiếp theo là chúng ta sẽ có 60 bài văn mẫu trọng tâm thuộc 60 đề khác nhau để cho các bạn có thể tham khảo những cái đoạn văn đó, nếu như cảm thấy thú vị và phù hợp thì các bạn có thể thay đổi linh hoạt để biến những cái lời văn đó trở thành lời văn của mình và các bạn sẽ thực sự hiểu được cái giá trị, ý nghĩa cốt lõi của những cái đề nghị luận xã hội mà chúng ta được tiếp cận được không nào? Và thêm một cái nữa phần cuối cùng đó là phần bài tập, chăm chỉ bao giờ cũng sẽ là chìa khóa của thành công và đó là điều mà chị muốn đi cùng với các bạn. Quan trọng nhất xung quanh cái việc là chúng ta học nhiều thì chúng ta còn phải chăm chỉ luyện viết nữa thì ở trong phần này tiếp tục có 50 đề cho chúng ta có thể luyện tập vậy là ở trong cuốn này một cái cuốn sổ tay mini rất là đáng yêu như thế này mà chúng ta đã có tổng cộng là 110 đề ở trong này ạ và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có đáp án của 50 cái đề này ở trên website học văn com và chúng ta rất là đơn giản chỉ cần quét mã qr là có thể xem được đáp án rồi ok chưa ạ à. thì đây sẽ là cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội dành cho các bạn được thiết kế ở đây ạ à. chị rất là ấn tượng với cái thiết kế ở đằng sau đó chính là chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình Đây là một câu nói cực kỳ là nổi tiếng Và chị mong rằng là hai cái câu nói mà chị muốn gửi gắm đến các bạn Thì các em sẽ tin rằng là buổi sáng thức dậy Điều gọi các em dậy không phải là là tiếng chuông báo thức Mà chính là giấc mơ của các em, là ước mơ của các em Là đam mê của các em Và hy vọng rằng là các bạn sẽ có động lực Để trong chặng đường dài phía trước Chúng ta sẽ không cảm thấy nản lòng Đó là điều mà chị mong muốn nhất Ok không ạ? Cuốn này có giá là 149.000 Và hãy nhớ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ được free ship hết tất cả các đầu sách các bạn nhé Ok không nào? Rồi, à, các bạn ơi chúng mình có một cái mã QR đấy Khánh Huyền ạ. À. Em chỉ cần lấy điện thoại, em vào Zalo này hoặc là em lên App Store em tải một cái phần à, mềm quét mã QR về, sau đó em quét thì nó sẽ ra ngay lập tức được không ạ? Nhá, Khánh Huyền nhá, lưu ý giúp chị nha. Ok không nào? Rồi tiếp tục, một cái cuốn nữa được coi là cuốn sách đặc trưng của học văn chị Hiên Đó chính là cuốn Săn Tám Cộng Nếu như các bạn hỏi chị là chị ơi, chị tư vấn cho em một cái cuốn sách Về tất cả những cái phương pháp liên quan tới đọc hiểu nghị luận xã hội à, Nghị luận văn học và luyện đề Thì chị sẽ tư vấn cho các bạn cuốn này Được không ạ? À? Đây cũng là một cái cuốn tiếp tục được thiết kế ở khổ A4 rất là to Cũng coi là một cái cuốn sách siêu to khổng lồ của học văn chị Hiên Được không ạ? À? Nhá yeah. Các bạn ơi, lưu ý giúp chị này. Đây ạ, à, cuốn săn 8 cộng. Ở trong này thì chúng ta sẽ có này. Ngay cả khi mà các bạn muốn từ bỏ thì hãy nghĩ tới lý do tại sao chúng ta lại bắt đầu. Và hy vọng rằng là cái cảm giác khoảnh khắc sợ hãi nhất của bạn. Ở trong phần này chị có gửi gắm tới các bạn vào cuối cùng ạ. À, được không ạ? À? à đây, rất là nhiều chị các bạn có thể tự đọc ở trong phần này được không nào thì chị nghĩ là đây trong cái phần này chị sẽ cho các bạn thấy này chúng ta sẽ có cấu trúc như sau chị sẽ dở mục lục ra cho các bạn nhé như vậy thì sẽ chị nghĩ là sẽ dễ hơn đây ạ à, các bạn sẽ nhìn ở đây ạ à. chúng ta sẽ có này thứ nhất đó là cấu trúc được không ạ? Phần 1 là cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia. Phần 2 là kiến thức ngữ văn ôn tập trọng tâm bao gồm kiến thức đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Phần 3 chúng ta có kiến thức bổ trợ làm bài thi then chốt, có bảng dẫn chứng nghị luận xã hội, nhận định hay giá trị về văn học. À đây được không ạ? Và phần tư, phần thứ tư là bộ 20 đề trọng tâm và hướng dẫn giải đề. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ còn có một cái phần nữa đó chính là lời khuyên ôn văn giai đoạn then chốt. Được không ạ? Thì đây là những cái phần mà chúng ta có thể thấy là À, tất cả phục vụ cho một mục đích Học văn thật khó nhưng mà thật vui Yêu văn thêm chút là làm được thôi Được không nào? Thì các bạn ơi, các bạn có thể chú ý ở đây giúp cho chị Cuốn săn 8 cộng này ấy Thì có giá là 185.000 các bạn nhá Được không nào? Và đây ở đây ạ, à, chúng ta có combo 3 cuốn Thực ra ấy, là học văn chị Hiên còn có một cái bộ sách nữa rất là xịn sò nhưng mà rất là tiếc là vì là bộ sách sổ tay văn học của chị Hiên thì lại đang hết mất rồi. Tại bởi vì là đợt vừa rồi ấy, các bạn 2k3 yêu quý chị quá. Sau đó thì các bạn kiểu dành rất là nhiều tình cảm cho chị này, mua rất là nhiều sách của chị hưởng ứng cực kỳ là gọi là rầm rộ và chị cảm thấy rất rất là hạnh phúc về điều đó và đó cũng là lý do tại sao mà ngày hôm nay không còn sổ tay văn học để có thể review cho các bạn hy vọng rằng là ở trong một cái phần review sách gần nhất giới thiệu sách với các bạn gần nhất thì chúng ta sẽ được quay trở lại với bộ sổ tay văn học của chúng mình nhá ok ông nào rồi <laughs> Cảm ơn Minh Thu rất là nhiều. À vượt qua kỳ thi rồi, bây giờ thì sẽ tiếp sức thêm cho các em 2K3 bởi vì chặng đường của 2K3 sắp tới sẽ là một cái chặng đường cực kỳ gian khổ. Nhưng chị tin là gian khổ như thế nào thì cũng sẽ có rất nhiều những điều vinh quang và hạnh phúc đang chờ đợi các bạn phía trước. Thế nên đừng bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ chờ đợi mà chị mong là các bạn sẽ cố gắng bắt đầu sớm. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu sớm thì chúng ta sẽ có rất rất là nhiều những cái lợi thế để chúng ta có thể làm cho cái quá trình học trở nên dễ dàng hơn và cái việc chinh phục số điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều đấy. Được không nào? Chị mong là các bạn ngày hôm nay với một cái ưu đãi khổng lồ đến từ học văn chị Hiên khi mà fanpage học văn chị Hiên đã rất vui mừng chào đón 100.000 lượt thích đầu tiên thì các em có thể thì các bạn có thể hưởng ứng à cái đợt siêu khuyến mại này đúng không ạ chúng ta sẽ được free ship tất cả các đầu sách ok ông nào rồi, thế thì chị sẽ xin phép được dừng lại cái phần phát trực tiếp của mình ở trong buổi chiều ngày hôm nay tại đây nhá. Một lát nữa 6 giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau chữa đề ở trong cái group học văn trị hiên 2021 và sẽ là cái đề tiếp theo ở trong cuốn săn 8 cộng. Đấy, thế nên là chị hy vọng là tất cả các bạn cũng có thể hưởng ứng, các em cũng có thể nhanh chóng dinh về cho mình những cái cuốn sách cực kỳ cần thiết với cái mức giá cả cực kỳ là phải chăng như thế này để bản thân chúng ta có thể bắt đầu cái hành trình chinh phục điểm 8 văn, 8 rưỡi văn hay thậm chí là 9 hoặc là 9 cộng à, tốt hơn được không ạ? À lớp học của chị khai giảng rồi nhá anh Tuyết nhá. Nếu như mà em cần thông tin thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn nha. Nhanh em không muộn mất rồi. Được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi chiều ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị và cái lời gửi gắm cuối cùng của chị dành cho các bạn vẫn là câu này ạ. À. Học văn thật khó nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút là làm được thôi. Nếu như mà chưa yêu văn được thêm chút nào thì hãy đến với học văn chị Hiên để có thể nhận được những giá trị nhiều hơn cả một bài văn các bạn nhé. Cảm ơn các em rất nhiều vì luôn luôn dành sự quan tâm và yêu mến cho team học văn chị Hiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye nha